Hello mọi người biết là mình đang ở đâu không nè? Đây là mình đang ở ga, là mình đang trên đường ra rạp chiếu phim ở Nhật. Thì đây là lần thứ hai mình được xem ra phim ở Nhật. Thì đây là bộ phim mà mình rất là mong chờ, đây là bộ phim Doctor Strange. Mình rất là thích bộ phim này nha. Thì mình coi đây là phim ở Nhật đó, là đây là lần thứ hai, lần đầu tiên đó là mình coi phim Batman. Lần đó là mình đi chơi về xong mình ghé vô rạp chiếu phim luôn. Thành ra là cái máy quay của mình nó hết bộ nhớ và cũng còn hết pin. Mình không có quay được đầy đủ cho mọi người. Còn ngày hôm nay là mình có mang theo cái Osmo Pocket. Thì là mình có thể quay được cho mọi người xem cái quang cảnh cái rạp chiếu phim nó như thế nào. Tất nhiên ở Nhật thì cái phim này nó sẽ viết nó nói bằng tiếng Mỹ. Cái subtitle là bằng tiếng Nhật, nhưng mà mình thì chưa có đủ cái trình độ mà đọc tiếng Nhật trên phim. Mình chỉ nghe và hiểu bằng tiếng Anh thôi. Tất nhiên là tiếng Anh thì mình nghe mình hiểu thì nó không bằng 100% bằng cái việc mình nghe mình hiểu hoặc là mình đọc tiếng Việt đâu. Nhưng mà dù sao khả năng tiếng Anh của mình nghe của mình cũng sẽ hiểu được là 70 đến 80% bộ phim. Như vậy là mình cũng được thỏa mãn rồi. Và bây giờ mà mình sẽ đi xem phim Doctor Strange. Suất của tụi mình là chiếu lúc 5 giờ 10 đến 7 giờ mấy, gần 8 giờ gì đó là nó sẽ kết thúc phim. Cái rạp chiếu phim gần nhà mình thì là chỉ có cái rạp UMAX Cinema. Rạp này đây là lần thứ hai mình đã xem. Lần đầu là mình xem phim Batman. Trời ơi, cái lần đó đi xem phim Batman á là hơi mình thấy hơi rất là ngạc nhiên, là vì cái rạp đó nó vắng mọi người ạ. À. Kia chỗ kia là chỗ mua vé, mọi người có thể vé mà tụi mình đặt online là chị sẽ lấy ở đây nè. Đó, quầy vé tự động. Bên này là cái chỗ quầy thức ăn uống. Trong rạp này thì cũng có như ở Việt Nam, không được mang đồ ăn đồ uống ở bên ngoài vào, chỉ được ở cái quầy nước này đã lắm nha. Tại vì là có cái popcorn trên này đó, thấy không, nó rất là một phần nó rất là bự, một phần nó hai người ăn đó. Hai người ăn mà no luôn á. Một phần nó cực kỳ bự và nước ấy là được refill, refill nghĩa là uống hết mình ra mình lấy nữa. Ôi phần bắp nó cực kỳ bự luôn, thấy mà mình mê. Lần trước mình ăn mà bây giờ là tụi mình chuẩn bị ăn tối, nên nếu mình ăn phần bắp, nếu mình ăn phần bắp đó là mình sẽ no, mình không có đủ sức để ăn cơm, mà cho nên tụi mình không có mua. Còn ở đây là chiếu phim nè, chỗ để ngồi chờ nè. Doctor Strange kìa, thấy cái poster chưa? Đó, Doctor Strange nè, thấy cái poster chưa? Này là bên trong rạp ha. Đây, xung quanh cái rạp và những cái bộ phim khác nè. À, rạp nó có bao nhiêu đó thôi. Còn bây giờ thì theo chân mình đi vào rạp chiếu phim nha, tại vì cũng hơi trễ rồi đấy. Cái rạp ở Nhật là có một cái chỗ hiện đại mà mình ấn tượng đó, đó là khi mà mình check in vào cái rạp á, là mình không phải là chờ nhân viên họ check in trực tiếp với mình, mà mình sẽ check in vào một cái máy. Mình chỉ cần để cái mã code của cái vé xem phim của mình á, lên trên cái máy đó nó quét là mình có thể đi qua được. Sau khi check in xong á, thì tụi mình sẽ tự tìm cái rạp của chiếu phim mình trên tờ vé, nó ghi rạp số mấy á, là mình đến cái rạp đó để mình vào mình xem. Phim Doctor Strange này á, là tụi mình đặt vé đúng cái ngày nó công chiếu ở Nhật luôn. Cái vé á, là tụi mình không đặt được ở cái ghế mà gọi là cái ghế thuận lợi nhất trong phim, để trong cái rạp để xem phim. Vì rạp nó chỉ còn có mấy ghế thôi, cho nên còn ghế nào là tụi mình sẽ đặt cái ghế đó. Đây là quang cảnh bên trong của rạp phim, lúc đó người ta đang chiếu một số trailer và Avatar rồi một số phim khác, cho nên mình không thể quay cái màn hình cho mọi người xem được nha, để tránh spoil phim á, mọi người thông cảm nha. Đây là cái quang cảnh mà mình xem phim rạp phim Batman á. Phim Batman, trời ơi, cái rạp mình nó vắng kinh dị luôn á. Và sau khi xem phim Batman thì mình hiểu tại sao hơn là cái phim đó nó vắng, tại vì phim đó mình thấy nội dung nó cũng không hay lắm. Oh, hold on. Ladies. Wow, すごいじゃん。そうだね。あ、ビッグケーフン。いいじゃん。あんげけーフンない。そのベネチューは、ゆいにゃ。どうぞ。
Hôm nay xem phim Batman nè. Còn đây là cái rạp chiếu phim lúc mình đang xem phim Doctor Strange, thì là rạp này là full vé luôn á mọi người. Những cái ghế trống mà mọi người thấy là người ta đến sau á, một lát sau người ta mới đến đó. Còn bây giờ thì mình sẽ tắt máy quay và tắt điện thoại để mà chuẩn bị xem phim. すごい。こんなに好きです。ドクター・ストレンジ、アメイジング。おー、スカーレット・ワンダー、ベリーアメイジングアクター。わー、シー、シーアクター、ベリーブロー。エクセレント。トーリー先生、ドクター・ストレンジ、クッキーハイ。なんか、ハプジャンホーな。わー、だろ。じゃあ、みんな、やんまだに、もう、ワン、こう、キーラップ、チューフィーム、な。Cái này là đường, khu này là đường vô coi, đường vô trong rạp nè. Này, nó là cái màn sáo trúc này rất hay, vừa nãy là mình đi ra từ kia nè. Cái màn sáo này là bằng sắt nè, làm bằng ngăn cách. Nhưng mà nhìn vẫn là xuyên thấu, có chút đẹp cơ ha. Cái tôi mặt, hình như là can you take a photo of Victor Sten. Còn bây giờ thì tụi mình đi ăn, đói bụng lắm rồi. Đây là món lẩu nè, nó bảo là lẩu cay nhưng mà lẩu kim châm lẩu kim chi chứ. Lẩu kim chi cay, còn món này là món gì vậy anh nhỉ? What is this? Otelanchi. Otelanchi. Wow. Mình sẽ ăn cái món này nha. Này súp nè. Ở Nhật á, cái món nào mà trên menu nó ghi là cay á, thì bạn cũng đừng có tin nha. Cái độ chịu đựng món ăn cay của người Nhật nó rất là kém. Mình cái món này nó trên menu gọi là cay đó, mình ăn không có thấy cái vị cay gì, mình phải rắc ớt điên cuồng vào mới cảm thấy là có một chút xíu vị cay đó. Trời ơi, món cay gì mà không thấy cay gì hết trơn á. Bực đó mình. Thôi, có lẽ mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Sắp tới Marvel họ có ra cái phim nào nữa mà mình thích là mình nhất định cũng sẽ đi xem. Mặc dù là mình không hiểu được tiếng Nhật và mình cũng không đọc được sách hay thường tiếng Nhật, nhưng mà mình may mắn một điều là mình hiểu được tiếng Anh. Cho nên là dù sống ở Nhật kém tiếng Nhật nhưng mà mình vẫn có thể đi xem phim của Marvel được. Cho nên là sắp tới Marvel có ra phim nào thì mình cũng sẽ ra rạp xem phim tiếp thôi. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video của mình đến đây. Chúc mọi người có những buổi xem phim vui vẻ ở Nhật nha. Bye bye mọi người.